Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái đài được mang về từ châu Âu. Nó có một cái thương hiệu khá lạ và em cũng chưa từng bán thương hiệu này bao giờ. Tên thương hiệu là SEG, tên mã SRD4545. Đây là một con đài stereo. Nó có một cái kiểu dáng thì nhìn thì nó cũng không có gì nổi bật, nó cũng không có gì gọi là quá nhiều điểm nhấn, bởi vì nó cũng giống như rất rất nhiều những con đài stereo mà người Nhật đã từng chế tạo ra. Cái con này nó có bề rộng gần nửa mét, với hai cái củ toàn giải kích cỡ là 10 cm và hai cửa băng cassette đặt ở vị trí giữa. Cái ưu điểm của những cái dòng đài mà được sách về từ châu Âu đó là nó sử dụng điện 220V. Chúng ta cắm đâu cũng được, không sợ cắm lộn điện. Cái ưu điểm thứ hai của con đài này đó là nó sử dụng pin đại. Đây là một con đài sử dụng 6 quả pin đại. Tức là khi chúng ta muốn xách đi đây đi đó thì chúng ta có thể lắp vào đây 6 quả pin đại. Khi cần thì chúng ta có thể cắm điện 220V. Một cái điểm thứ ba đối với những con đài châu Âu đó là chắc chắn nó phải có FM 108. Nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Cái điểm thứ tư thì đó là dẫn về giá. Cái con này thì giá nó cũng rau muống thôi. Em bán nó với giá là 850 ngàn. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ bước vào những cái bản test. Em đang sử dụng 6 quả pin đại để test đường nguồn 220V, em đã test rồi. Chẳng qua là em muốn test cái đường pin để cho bác nào đó mua cái con đài này yên tâm là cái đường lắp pin là nó hát tốt. Gần 100 báo cáo kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường với 7 nhóm chủ đề chính là ô nhiễm môi trường, xử lý nước, khí tượng, thủy văn, hải dương học, khoa học nước, viễn thám, ô nhiễm khu vực. Còn có báo cáo của các nhà khoa học quản lý về một số kết quả nghiên cứu và chiến lược nghiên cứu nổi bật liên quan đến khoa học trái đất và môi trường. Không có công nghệ nào xử lý được rác thải theo tiêu chí của Việt Nam nếu không phân loại rác tại nguồn. Chậm nhất đến đầu năm 2025, các địa phương phải đưa ra được các tiêu chí cũng như hướng dẫn phân loại rác tại nguồn. Đây là khuyến nghị được đưa ra tại buổi tọa đàm trực tuyến Công nghệ xử lý rác, lựa chọn nào cho phù hợp do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Quang Huy. Hiện nay trên cả nước, riêng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Vừa rồi là chúng ta đã nghe cái giải sóng FM. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang giải sóng chung, sóng AM. Cũng có rất nhiều bác là thích nghe cái giải sóng chung bởi vì sóng chung nó nhiều đài hơn, nó đa dạng hơn so với bọn sóng FM. Hiện Việt Nam nhưng vẫn bảo cấp tiến thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ, về hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường ngày càng trở nên cấp thiết. Giáo sư viện sĩ Nguyễn Quốc Sĩ, Chủ tịch Viện Công nghệ VinIT cho rằng đối với cái nhiệm vụ về xử lý rác thải Việt Nam có lẽ là một trong những bài toán khó nhất. Sau khi cha tôi chết, còn mình tôi gánh than đi về trên đường, mang than đến cho các nhà ở thị trấn. Cứ thấy tôi họ lại thích hỏi tại sao chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt phát sóng lúc 6:30 và 16:05 chủ nhật và thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 đài tiếng nói Việt Nam. Lắng tiếng quê hương, lắng tiếng yêu thương. Như vậy là cả hai băng sóng đều bắt tốt. Em bán nó với tư cách của một cái radio thì chắc chắn em phải bao cả hai băng sóng bắt tốt. Đài thì em có tháo ra kiểm tra, nói chung là
zin nguyên bản chưa bị chọc ngoáy và cũng chưa có ông nào được vinh dự sử dụng nó tại Việt Nam, trừ em ra. Bây giờ chúng ta sẽ test một đoạn băng cassette. Riêng về khoản băng cassette thì em chỉ có test demo để cho các bác thấy là nó vẫn còn đang quay, nó vẫn còn ngọ ngoại thôi, chứ không bao giờ em dám bao cái khoản cassette nó chạy đâu nhé. Chúng ta sẽ nghe cái cửa A trước. Vì ma thăm giai nhân, chắc tại mưa nơi vùng xa kín đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em gần cái cửa bên này, khi mà chúng ta ấn cái nút stop ấy, là cái nút nó không nhảy lên được. Chúng ta lấy ngón tay kéo nó lên, ấn được nút eject ra băng thôi, chứ không có gì khó cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test cái cửa bên này. Tua trả về chút. Nơi vùng xa kín đó, sợ mưa lạc đường làm ướt áo em anh. Hay tại chiều hôm kia em gần khóc, anh lại vụng về quên lau mắt cô. Thôi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay chơi buồn trời chuyển bước. Cái băng này không phải là băng gốc cái băng gì đâu. Đây là một trong những cái đoạn mà em thi thoảng em hay lôi ra để ghi demo, ghi thử ở những cái con đài mà em vẫn bán ra. Do vậy là tiếng nó hát có thể là nó hơi run hơi méo, đó là do cái chất lượng ghi băng chứ không phải là cái đài này nó hát run hát méo. Nó có hai cái chiết áp volume riêng biệt cho hai loa. Đây là lỗ phone ai biết mà. Đây là cái công tắc để tiến hành ghi nhanh hoặc là ghi tốc độ thường. Đây là cái mic. Đây là cái công tắc để gạt nhà radio hoặc nghe băng cassette. Và con này là FM là stereo. Chúng ta có thể để về chế độ nghe FM mono hoặc để ở chế độ stereo tùy ý. Đây là cái gạt thay đổi băng sóng. Nói chung là mấy cái con này mà không xài được nữa thì chắc trên đời chẳng biết xài cái gì. Nó dễ đến cái mức độ mà cái đứa trẻ nó học cấp 1 nó cũng dư sức để nó xài được. Cái thương hiệu SEG này thì em có lên trên Google tra đỏ mắt thì thấy có một cái trang của Ba Lan. Ba Lan các bác nhé, nó nói rất nhiều về cái dòng này. Em không rõ cái thương hiệu SEG này có phải của Ba Lan hay không, nhưng mà em thấy bọn Ba Lan có nhắc đến nhiều. Và em thấy có một thằng cu ở bên Ba Lan ấy là nó giao bán một con giống như của em với giá là 50 đô la Mỹ, tính là tiền Việt nó hơn triệu đấy. Thế là cái thằng đấy bán còn đắt hơn em. Đài thì liên lạc không bể vỡ. Và cái mặt trước này ấy, nếu mà chúng ta nhìn kỹ ấy, thì nó không phải là màu đen, mà đây nó là màu xám các bác nhé. Củ loa em có tháo ra thì kích cỡ của màng loa là 10cm và công suất là 1.5W một củ. Dòng này gọi là nghe nhẹ nhàng êm ái thôi, chứ nó cũng không có nhiều lực cho lắm. Cơ cassette em tháo ra kiểm tra thấy sạch sẽ, đẹp đẽ, đầu tư bánh tì là còn ngon. Thế bác nào bây giờ muốn chơi con này mà muốn nó hát tròn vành rõ chữ hơn nữa thì nên thay cái hệ thống dây cua loa. Hàng bãi nó về thì cũng có quăng ném ở bên cái phần cái tăng phô sử dụng nguồn 220 này, nó bị bung ốc và em có xử lý rồi. Đó, phải nói thẳng với thật như vậy. Đây là đường nguồn AC 220V, đường này em test kỹ rồi. Và đây là tên thương hiệu này. SEG model SRD4545. Sóng MVW là từ 525
đến 1605 kHz, tức là sóng chung, giải sóng UKV đúc. Đấy, cái bọn châu Âu nó hay gọi sóng FM là sóng UKV đúc, là từ 87,5 đến 108 MHz. Cái ngôn ngữ này có vẻ giống như là ngôn ngữ tiếng Đức. Điện áp AC 220V, điện áp DC 9V. Electronica thua, không thấy ghi là quốc gia nào cả. Đây em đang lắp 6 cục pin đại. Đấy, mở hé ra cho các bác nhìn. Đó, cái dòng pin này thì nó cực kỳ dễ kiếm. Đài có cái bề rộng xấp xỉ 50 cm, dầu anten zin. Em thấy cái con này bắt sóng là khỏe, tiếng khá là trong. Loa thì nó ghi là có 1.5W thôi, nhưng mà nghe tiếng cũng khá đấy ạ. Mà loa thì chắc chắn là không phải là loa tàu rồi, bởi vì là em tháo ra thì thật thà mà nói thì cái thương hiệu đấy không phải của Trung Quốc. Tức là cái thương hiệu ghi ở đít cái loa này không phải của Trung Quốc. Linh kiện bên trong thì cũng hầu như không có thứ nào của Trung Quốc cả. Nhưng em cũng không rõ là nó chính xác là của quốc gia nào. Tức là cái thương hiệu SEG này của quốc gia nào em không nắm được. Thì thôi thì em bán nó với giá của một con đài Nhật. Một con đài Site Nhật 850.000. Nói thật với các bác, kèo này quá thơm. Không chơi con này thì chơi con nào. Phần trình bày của em đã xong. Và bác nào yêu con này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.